Xin chào các bác nha, em đã có mặt tại nhà vườn chuyên cung cấp những loại cây dáng bonsai cho thị trường biệt thự nhà vườn ha. Em sẽ giới thiệu về cái thân cây này. Nó là loại tên cây cần sen. Các bác nhìn thấy cái gốc này nó có to không? Thì để em view cho các bác thì em ra xa một tí để quay nguyên cái thân cây tổng quan này ha. Thông thường chúng ta nhìn cái lá là tưởng nó là cây nhãn, nhưng mà thực tế nó không phải. Cây cần sen. Lá như lá nhãn ha. Em quay cái phành của nó nè, cái gốc của nó nè. Thì những cái cây này bên em được nhập về và chăm sóc rất là chu đáo, xanh tươi tốt. Các quý vị anh chị nào mà thích để mua trưng bày trong cái biệt thự nhà mình thì liên hệ trực tiếp với bọn em ha, comment phía dưới. Ở phần trong mô tả thì em sẽ gửi qua tất cả những cái thông tin giá trị của cây này cho tất cả các bạn để sở hữu ha. Sở hữu để chơi, thư giãn để những cái khu vực khuôn viên cây cảnh nhà vườn nhà mình. Trong này, thân cây của nó rất là rộng. Ok. Cái này thì em cũng xin tế nhị là các bạn nào mà thích, anh chị nào thích thì báo giá thì em sẽ gửi giá qua cho ha, để chơi. Ngoài ra bên em vẫn là mua loại các loại giống cây cổ thụ lâu năm, anh chị nào mà không có dùng hoặc là chuyển đổi nhà thì bên em sẽ mua lại luôn. Rồi, bạn nào mới biết kênh BDS Google Maps thì hãy đăng ký kênh đi để nhận thêm nhiều cái video giá trị. Khu vực đất ven sông nhà vườn chuyên cung cấp các loại cây. Lại chào các bác, tiếp tục dành thời gian để chia sẻ với các bác là bên em là có những cây dáng bonsai. Đây là em xin giới thiệu gốc loại thể loại gốc khế, ăn khế trả vàng ha. Gốc cây này nó cũng phải tương đối là phải 50-60 năm. Đó. Bên em là luôn cung cấp cho tất cả các quý vị, cũng như em làm cái video này để chia sẻ các anh chị nào có nhu cầu để sở hữu những cái gốc cây bonsai, cây ăn trái trồng trong khuôn viên nghỉ dưỡng đất biệt thự nhà vườn thì cứ liên hệ trực tiếp với bọn em ha, comment phía dưới hoặc là các bạn cứ bình luận thì cần trao đổi như thế nào nữa thì hãy cập nhật thông tin. Bên em thì bên em sẽ chia sẻ cho tất cả các bác để có cái thông tin để chơi những cái loại cây này, mang lại đời sống giá trị tinh thần ha. Đặc biệt là những cái cây này nó rất là lâu năm. Để được những cái thân cây như vậy, cái nu như vậy á, là phải tốn rất là nhiều công sức nha các bác nha. Nó nu nó uốn uốn như vậy, thời gian nó rất là lâu. Để được sở hữu được những gốc cây như vậy á, thật sự là phải nói người đam mê cái săn lùng được cái giá trị của nó. Cây này thì em xin nói giá luôn là nếu các bác nào thích thì em bán 50 triệu. Đúng 50 triệu ha, không phí vận chuyển. Đó. Còn ngoài ra bên em sẽ chăm sóc cho tất cả các bạn, hướng dẫn cho cách cho cây nó tốt hơn. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Goodbye. Rồi, tiếp tục các bác hãy cập nhật Zalo số comment phía dưới. Zalo 0982687668 để hãy chia sẻ những cái đam mê. Em xin giới thiệu về cái loại tiếp tục là cây khế. Loại gốc khế này có thế rất là hoành tráng nha. Đặc biệt là cái thân hình của nó là tỏa ra rất là rộng. Tỏa ra rất rộng các bạn, cái gốc này nhìn cái rễ nó ăn ra ngoài trông rất là khủng ha. Nó là tới một, chúng ta sẽ đếm cây của nó là tính theo cây luôn nha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Gốc này là 5 cây. Đó, được đan xéo nhau, cuốn quýt lấn nhau. Gọi là dòng họ gia tộc, gia quý đấy. Thế là con cháu đầy đàn này. Cây này thì em cũng xin báo giá luôn là cái cây gốc 5 cây một gốc. Thể loại đây, xin báo giá với các bạn là 60 triệu ha, không phí vận chuyển,
bên em chỉ có bảo dưỡng và hướng dẫn cho các bạn sử dụng, và sẽ hỗ trợ tất cả là kêu xe cầu chuyên dụng để phục vụ cho các bạn đặt những vị trí cho nó mang tính phong thủy hợp với nhà vườn nhà mình ha. Rồi, rồi em quay này, trái khế rồi. Được như sở hữu được cây này cũng rất là khó ha, không phải dễ được săn lùng được những cây này đâu, nó rất là hiếm. Quay sát cho các bác xem luôn. Không chê vào đâu được. Chúng ta nếu mà có điều kiện thì mua đá về rải lên trên đây, trên cái chậu của mình, nó tạo ra rất là đẹp ha. Rồi, cảm ơn các bác. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cứ trực tiếp với em, chia sẻ những cái cây gốc cây ăn trái cổ thụ, trưng bày những ngôi biệt thự nhà vườn. Rồi, tiếp tục em lại review tiếp một cái gốc khế này là gốc đơn, chiều cao là 3,5 m, thân hình vạm vỡ, cách 2 m mọc những cái tán lớn rộng tới 6 cây, 6 nhánh ha, 6 nhánh lớn. Các bạn nhìn nào, thấy không? Một cây nhưng mà 6 nhánh lớn ở trên. Khi nó lớn là nó tỏa ra là cái lá, cái tán của nó rất là mát. Nha các anh chị, cái điều đặc biệt đó là cây cổ thụ, cây khế cổ thụ. Giá cây này em cũng xin báo giá với các quý vị luôn, không phí vận chuyển 60 triệu. Các bác nào mà có nhu cầu thích thì cứ cập nhật comment phía dưới, chúng em sẽ gửi thông tin qua địa chỉ và những loại gốc hoa, gốc cây ăn trái, cổ thụ bự cho các bác tham khảo. Bên em là nhận thi công, bảo dưỡng các loại chậu hoa, chăm sóc, hướng dẫn ha. Nhận thiết kế xây dựng, view sông, thiết kế non bộ cho tất cả các anh chị luôn. Còn cây thì chúng em sẽ cung cấp các tỉnh, cung cấp các tỉnh luôn. Hình ảnh là chúng em quay trực tiếp, các bác nào mà thích thì các em làm cái những cái hình ảnh video gửi trực tiếp qua để bảo vệ cái quyền lợi các bác, không thể là rao bán cây này lại giao cây kia ha. Đây là cái cây thực tế của nó thì coi làm sao thì nó sẽ ra y như vậy, không sai một chỗ nào. Trong cái qua hình ảnh video này là chúng ta được kết nối trên mọi miền tổ quốc cũng như cả thế giới. Các anh chị nào cần thì bên em sẽ cung cấp hết những cái sản phẩm mà bên vườn thì em có ha. Thì đây là những cây non nó mọc ra này anh chị, từ trong rễ ăn khế trà vàng. Các bạn nghe câu chuyện này là nhà mà có khế thì khỏi suy nghĩ rồi, ăn lên làm ra để lộc lá tăng trưởng quanh năm. Rồi, ok, em xin cảm ơn, goodbye. Các bác hãy comment phía dưới để nhận tiếp tục cái video em truyền tải lên liên tục, để các bác cập nhật các loại cây, các loại gốc phù hợp cái yêu thích của mình ha, phù hợp với cái dáng, cái khuôn viên nhà mình nữa. Thô, các bác ơi, gặp tiếp tục nha. Em không phải em quay em bán cái xe bò này đâu, mà em quay cái cạnh xe bò đó đó, cái gốc mai đó đó các bác. Này, các bác nhìn cái gốc mai nè, to không các anh, các anh chị? Bên em đang là tỉa nhánh của nó đi cho nó gọn lại, cho nó sung. Cây này là cao 4 m, cao 4 m. Cây mai này có khoảng là 60 năm nha các anh chị, mai này là có khoảng 60 năm. Cây mai này luôn em sẽ báo giá luôn cho các anh chị là 150 triệu mua tại vườn, không phí vận chuyển. Các anh chị nào cần hỗ trợ về xe cẩu, bên em sẽ hỗ trợ và tiền công các anh tự trả ha, trả cái dịch vụ xe. Còn bên em chỉ cung cấp cây và hướng dẫn trồng trọt đến tận nơi cho các anh chị để chăm sóc cho nó tốt.
Cái đặc biệt là những cái loại gốc mai chúng ta chơi rất là thoải mái, là không bao giờ mất giá. Bởi vì mỗi ngày mỗi gốc nó lại to ra. Nó càng to ra thì tiền nó lại càng nhiều ra ha. Ví dụ như các bạn chơi 30 năm sau nữa cây này cũng giá trị. Và nó rất là khan hiếm để người chơi sử dụng. Vì cái số lượng cây to nó rất là ít, chứ không phải là những cây nhỏ. Cây nhỏ thì nó rất là nhiều ha. Nhưng mà đến khi mình mua nhỏ mà nó to ra thì lại chúng ta lại có vừa chơi mà vừa có tiền. Kinh doanh cũng rất là hay ha. Nhưng chủ yếu những cái cây như vậy là để bán, nó phục vụ cho đời sống tinh thần. Trưng bày những cái nơi nhà vườn, những cái nơi có những cái trung tâm thương mại, người ta có thể là người ta trồng, trưng bày và cho thuê những cái dịch vụ trồng ở trong những chậu lớn để cung cấp cái thị trường được sở hữu. Có những người thì không có tiền mua, nhưng đến hàng năm những cái công ty doanh nghiệp người ta thuê về ăn Tết niên, trưng bày đón xuân, đó là chuyện bình thường ha. Thì mình cũng xin giới thiệu như vậy, một phần nhỏ bé vậy thôi. Thì đây, gốc mai là bên em sẽ phục vụ cho các bác tươi tốt tại nhà luôn, hướng dẫn cho các bác và nhận thiết kế thi công nhé, các bệ hoa, chăm sóc hoa ha. Rồi, em xin chân thành cảm ơn. Em xin nhắc lại là cây mai này là 150 triệu. Rồi, anh chị em nào có nhu cầu thì cập nhật số Zalo 0982687668. Hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video em sẽ up lên. Video An, VDS Google Maps xin chào tất cả các anh chị. Luôn luôn chia sẻ những loại cây, gốc cổ thụ, dáng chuẩn, siêu tầm để chia sẻ cho tất cả các bạn ha. Vừa chơi vừa chia sẻ với các bạn thú vui đam mê. Đây, em xin giới thiệu về cái cây này. Đó là cây mai. Cao 3 m, tán rộng 4 m ha. Các anh chị nhìn nó giống như là một cái cành đào đó. Đó. Về cái thế cây này khi nó lan tỏa, nó nở là nó mang cái chồi chồi, nó là tỏa rất là đều, trông rất là đẹp. Các bạn nhìn cái cành của nó, các bạn nhìn thấy nè. Đây, em sẽ giới thiệu về cây này luôn. Giá trị bán là 150... Xin lỗi các bạn. Đây là sẽ bán 80 triệu gốc cây này. 80 triệu gốc cây mai này nha. Không phí vận chuyển. Các anh chị muốn chuyển thì bên em sẽ hỗ trợ. Có xe hết ha. Xe kéo, xe cẩu á. Và hướng dẫn cho tất cả các anh chị để chơi. Thì cái cây mai này em toa quay cái tổng quan này, cái chậu hoa này thì các anh chị nhìn là rất là khủng rồi đúng không? Ngày xuân chơi Tết trên những cái khu vực nhà vườn nhà chúng ta rất là hợp lý. Đây, gốc mai của nó to vậy. 80 triệu ha. Rồi, cảm ơn các anh chị. Các anh chị nào có nhu cầu thì cứ trực tiếp liên hệ với chúng em hoặc comment phía dưới trong phần mô tả. Thì chúng em sẽ gửi những cái các loại giống cây mà chúng em đã đưa lên để cho các anh chị tham khảo. Thì các anh chị cứ trực tiếp mạnh mẽ và hỏi ha. Xin chân thành cảm ơn. Còn rất là nhiều cây em sẽ đưa lên từ từ cho các bác cùng xem. Ngày mới kính chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân thương, bên khu vườn thân yêu. Đây, em xin giới thiệu, đây là gốc cây nhãn. Gốc cây nhãn. Thân hình cổ thụ, rễ chùm. Cây này cũng có khoảng 35 năm. Nhà các anh chị 35 năm. Nụ của nó. Cái này mai bên em lại tỉa tiếp cái cành này. Tỉa tiếp nó đi. Thì các anh chị nhìn thấy với thấy rõ được. À, đang tưới nước. Thì cây này em xin báo luôn là các anh chị nào thích chuyển nhượng lại cho cây này để trồng ở cái khuôn viên cửa sổ nhà vườn nhà mình. Bên cạnh những cái hành lang ngôi nhà biệt thự thì cây này em xin báo giá luôn là 40 triệu không phí vận chuyển nha. 40 triệu.
40 triệu nha các anh chị. Anh chị nào quan tâm thì comment phía dưới. Theo dõi những video của em sẽ đưa lên các loại giống cây cổ thụ bên vườn nhà em đang sở hữu ha. Còn rất là nhiều loại cây thì em sẽ làm tiếp tục cái video chia sẻ tiếp tục. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới. Xin chân thành cảm ơn. Ok, đây là các bạn, xin giới thiệu luôn. Những cái loại cây này thì chúng ta có thể là nhìn nó mà không biết tên, mà cũng rất là hiếm. Tên của nó rất là khủng luôn. Các bạn mà nghe chắc có thể nó có nhiều người cũng chưa bao giờ nghe tới cái cây, tên của cái cây này. Hoành 500. Hoành 500 này. Cây này nó có cái tên đặc biệt rất là kinh khủng nha các bác. Hương huyết. Hương huyết là loại thân cây gỗ đỏ. Thân cây để làm gỗ, làm những cái tác phẩm nghệ thuật là rất là đẹp. Thì cái cây này bên em đang sở hữu. Đang sở hữu cái cây này. Anh chị nào có thích những cái loại cây rừng, cây quý hiếm, hương huyết này á, bên em sẽ xin nói với các anh chị luôn, chuyển nhượng lại cây này là 150 triệu không phí vận chuyển. Cây hương huyết nha, các bạn có thể gõ và tìm những cái loại gỗ người ta làm những cái tác phẩm, những là điêu khắc bàn ghế cao cấp dành cho vua chúa ngày xưa. Thì nó là giống cây này đây. Rất là to ha. Nó rất là giá trị trong đời sống của mỗi người chơi cây cổ bonsai. Tùy theo cái khuôn viên nhà mình ha. Tùy theo khuôn viên nhà mình. Rồi, bạn nào thích thì cứ comment phía dưới. Đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn nha. Rồi, em sẽ giới thiệu tiếp tục. Có bền không em ơi? Có chắc không em ơi? Không biết bền hay chắc. Mình xin giới thiệu cây này là bán 30 triệu luôn. Thân hình là phù hợp để tạo non bộ. Trồng ở dưới cái hòn non bộ của chúng ta rất là đẹp ha. Nó là tên của nó là cây chắc. Gốc chắc nha. Lá của nó là gần như là lá khế. Gần như lá khế. Các anh chị nhìn này, gần như là khế đó. Thì gốc này nó phù hợp để các bạn xây hòn nam bộ, các bạn trồng để đưa đá vô nằm với suối ngóc ngách thì trồng nó rất phù hợp, nó tạo ra cái thế của nó. Hoặc là các bạn lấy đá chèn vô, các bạn tạo tự nhiên giống như thiên nhiên ban tặng như gốc cây mọc trong đá trong các núi á ha. Đây mình cũng xin giới thiệu luôn là cây này bán giá 30 triệu không phí vận chuyển. Các anh chị nào mua thì cứ liên hệ trực tiếp với bọn em. Rồi, ngoài ra anh chị nào có nhu cầu mua bán ký gửi bất động sản vùng ven cảng không quốc tế Long Thành cũng như là thiết kế xây dựng nhà vườn, nghỉ dưỡng, resort, giải trí thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Bên em sẽ nhận và tư vấn thiết kế xây dựng nhà vườn, bonsai, cung cấp các loại giống cây trên thị trường trong và ngoài nước ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Hẹn video kế tiếp. Đây, lại cây hàng hiếm nữa. Thế sư tử. Thế sư tử. Cây này có giá em xin nói luôn là 30 triệu. Gõ đỏ. Cái gốc của nó các bạn xem này. Cái rễ của nó này. Thầm hố không? Trưng bày ở trong cái sân nhà mình cũng rất là phù hợp ha. Nó phù hợp rất là nhiều nhà luôn. Vì cái nó mang hình con quái, con thú. Thì nó cũng vừa tầm cho các bạn chơi. Đây là cái đuôi này. Tạo ra cái đuôi này. Chà. Em đang quay đúng 12 giờ. Thì cái này để cho nó tranh thủ để em đi công việc vì sợ mưa. Để không đưa lên cho anh chị xem được, cho nên em phải cố gắng em quay và em đi công việc đây. Đó. Em xin nói luôn là cây gốc này là gõ đỏ, lá nó thân hình nó vậy. Giá bán là 30 triệu ha. Bán vui. Bán vui cho các bạn để chơi.